10 năm qua, không một đội bóng nào trên lãnh thổ nước Đức có thể vượt qua Bayern Munich để tìm lấy ánh hào quang tại Bundesliga. Đó là một sự thống trị đến mức nhàm chán của hùng xám xứ Bavaria. Nhưng năm nay mọi chuyện có lẽ sẽ khác khi đại kình địch Dortmund của họ đang vùng lên mạnh mẽ để đi tìm chiếc cúp Bundesliga đầu tiên sau hơn 10 năm dài chờ đợi. Với nhiều cổ viên trung lập, họ mong muốn Dortmund có thể chấm dứt sự thống trị của Bayern để tạo nên điều gì đó mới mẻ cho giải đấu. Dortmund đang có nhiều lợi thế ở mùa giải này để kết thúc với vị trí dẫn đầu. Nếu không thể làm được thì họ chắc sẽ lại phải chờ rất lâu nữa. Người xưa từng nói rằng để tạo nên thành công thì cần hội tụ đủ 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Và thật ra, nhìn theo một khía cạnh nào đó, Dortmund lại đang có đủ cả 3 để tạo nên cuộc lật đổ vĩ đại ở mùa giải năm nay. Hãy cùng đi sâu và phân tích từng yếu tố. Đầu tiên là về thiên thời. Đây có thể là điều mà đã được thể hiện rõ ràng nhất trong thời gian qua. Đối thủ lớn nhất của Dortmund là Bayern Munich đã liên tiếp tự bắn vào chân mình dù cho họ đã từng là người có nhiều lợi thế hơn. Trước khi Bundesliga bước vào giai đoạn Giáng sinh vào cuối năm ngoái, Bayern Munich mới là đội đứng đầu bảng xếp hạng và tràn đầy cơ hội tiếp tục đem về thêm một chiếc cúp để trưng bày trong phòng truyền thống chật chội của mình. Nhưng với chuỗi 10 trận bất bại ấn tượng với 9 chiến thắng, Dortmund đã vươn lên. Tuy nhiên, trận thua thảm hại 2-4 trước chính Dortmund tại Bundesliga hay thua 0-2 cho Leipzig tại Cúp Quốc gia Đức thì người ta đã tự hỏi rằng liệu đội chủ sân Signal Iduna Park có đang bước vào chu kỳ buông hay không. Ngay cả khi mà Hoffenheim đã cầm hòa được Bayern ở vòng đấu thứ 27 thì Dortmund cũng chẳng thể đánh bại VfB Stuttgart để chiếm lấy ngôi đầu. Nhưng như đã nói, thiên thời đã đến với đội bóng áo vàng đen. Ngay ở vòng đấu gần nhất đối đầu với Mainz 05, dù là đội vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp 1 thì hùng xám xứ Bavaria lại đánh rơi cơ hội một cách vô cùng đáng tiếc. Thậm chí họ còn không có điểm nào khi bị lội ngược dòng với tỷ số 1-3. Tuy nhiên, lần này thì đoàn quân của Edin Terzic đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng. Họ dễ dàng đánh bại Eintracht Frankfurt với tỷ số 4-0 để qua đó đổi lại ngôi đầu. Giờ đây khi nhìn lên bảng xếp hạng, Dortmund mới là đội đứng ở phía trên và nhìn xuống. Đối với tiền vệ Julian Brandt, anh không những có niềm tin về việc đội bóng của mình có thể đạt được chiếc cúp mà còn cho biết rằng toàn đội đang khát khao để tạo nên một cuộc lật đổ. Tinh thần của Dortmund không thể tốt hơn. Ta đều biết Bayern thống trị Bundesliga quá lâu và lúc này là thời điểm thay đổi điều đó. Một yếu tố nữa đang giúp Dortmund thêm tự tin vào chiến dịch của mình là Bayern Munich đã quyết định sa thải Nagelsmann. Không cần biết tương lai ở đâu xa, nhưng ít nhất có lẽ ngay ở mùa giải này thì họ đã đưa ra một quyết định sai lầm. Trong 6 trận đấu gần nhất thì Bayern chỉ có thể giành chiến thắng được 2 trận, còn lại toàn hòa và thua. Thomas Tuchel được đem về để thực hiện tham vọng ăn bà. Thế nhưng không chỉ thất bại tại Champions League trước Man City mà ngay ở giải đấu quốc nội thì vị huấn luyện viên 49 tuổi cũng đem lại sự yên tâm cho người hâm mộ của hùng xám. Minh chứng gần nhất là trận hòa trước Hoffenheim và trận thua 1-3 trước Mainz 05 đã bộc lộ những gì mà Tuchel đang gặp phải. Cựu huấn luyện viên Chelsea chưa thể định hình được lối chơi hùng xám, nhất là trên hàng công. Nhiều cổ động viên cũng đặt ra nhiều nghi vấn về sự phù hợp của Tuchel với Bayern khi huấn luyện viên người Đức thường dẫn dắt các đội bóng thiên về phòng ngự phản công hơn, khá khác biệt so với truyền thống thi đấu tấn công máu lửa của Bayern Munich. Nếu Dortmund có thể vô địch mùa giải này trong khi Tuchel không thể giúp Bayern vực dậy sau giai đoạn khó khăn này thì người ta sẽ nói vui với nhau rằng chính Tuchel là điệp viên được Dortmund cài cắm vào đại kình địch của mình, bởi Tuchel đã từng dẫn dắt đội bóng vùng Ruhr trong vòng 2 năm. Những vấn đề đối với Bayern Munich không chỉ ở trên sân hay băng ghế huấn luyện mà còn đến từ giới thượng tầng của câu lạc bộ. Đã có nhiều chỉ trích về giám đốc điều hành Oliver Kahn và một bộ phận người hâm mộ muốn ông phải từ chức. Thế nhưng cựu danh thủ người Đức nói rằng: "Những lời chỉ trích đối với tôi không thành vấn đề. Trong suốt sự nghiệp của mình tôi đã trải qua đủ rồi. Tôi cũng biết là FC Bayern đang trong giai đoạn khó khăn. Nếu một giám đốc điều hành quyết định ở lại thì nó như một động thái giữ sự ổn định cho đội bóng. Nhưng rõ ràng là lúc này Bayern Munich không có được sự ổn định đó. Ngoài ra những đội bóng bám đuổi như Leipzig hay Union Berlin gần như đã buông trong cuộc đua giành danh hiệu vô địch. Vì vậy đây chỉ còn là cuộc đua sòng mã của họ với Bayern, mà trong cuộc đua này đội bóng vùng Ruhr mới đang là những người có lợi thế nhiều hơn. Không chỉ có nhiều hơn một điểm mà họ còn có được những lợi thế đến từ sự bất ổn của đối thủ. Điều thứ hai có thể nói đến đó là yếu tố nhân hòa, có nghĩa là về mặt con người. Sau khi kết thúc với vị trí á quân vào cuối mùa giải trước, Dortmund đã chia tay Marco Reus trên cương vị huấn luyện viên trưởng và thay thế ông bằng Edin Terzic, người trước đó đã đảm nhận vai trò huấn luyện viên tạm quyền trong nửa sau của chiến dịch 2020-2021. Giám đốc thể thao Sebastian Kehl của Dortmund từng nói như sau trong ngày mà Edin Terzic ngồi lên chiếc ghế thuyền trưởng của đội bóng vàng đen: "Edin hiểu câu lạc bộ của chúng tôi, môi trường của chúng tôi, phần lớn đội một và cũng nhận thức được những điều chúng tôi muốn làm việc để chơi thứ bóng đá cống hiến cho người hâm mộ của chúng tôi. Mùa giải 2022-2023 sẽ là một khởi đầu mới. Cho đến lúc này những gì ông nói vẫn đang không sai. Edin Terzic hiểu Dortmund, thế nên ông biết cách để phát huy sức mạnh của đội bóng dù không còn những trụ cột như Erling Haaland, Axel Witsel, Manuel Akanji.
Edin Terzic nói về cơ hội của đội bóng trước trận đấu với Eintracht Frankfurt như sau: "Chúng tôi đang ở gần chiếc cúp vô địch hơn bao giờ hết và chúng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Chúng tôi nên bắt đầu nắm lấy cơ hội này bằng tất cả những gì mình có, càng sớm càng tốt, để biến nó thành hiện thực. Nếu chúng tôi muốn thành công, tất cả chúng ta phải sẵn sàng. Chúng tôi phải làm mọi thứ để tận dụng lợi thế của mình. Để làm được điều đó, cần một chiến thắng trên sân nhà vào thứ Bảy." Và rồi Dortmund đã có được chiến thắng. Tâm lý của họ lẫn quyết tâm cho mục tiêu được Edin đề ra càng to lớn. Sự ra đi của Haaland tới Manchester City rõ ràng là một cú sốc lớn. Nhưng do cầu thủ người Na Uy đã vắng mặt trong thời gian dài vì chấn thương ở mùa giải trước, nên toàn đội đã thích nghi và học cách thi đấu mà không có anh. Thế nên hàng công của Dortmund này không gặp khó khăn trong nhiều mùa giải năm nay. Họ đang là đội ghi bàn nhiều thứ hai tại Bundesliga với 66 bàn thắng, chỉ đứng sau đối thủ Bayern Munich. Sự quay trở lại của tiền đạo Sebastian Haller cũng là một sự trở lại đầy quan trọng với Dortmund ở mùa giải năm nay. Anh đã mạnh mẽ chống chọi lại với bệnh ung thư để có thể tiếp tục cống hiến cho đội bóng vùng rùa. Sau 14 trận đấu, tiền đạo 28 tuổi đã có 4 bàn thắng và 1 kiến tạo. Cùng với đó, anh tăng cường sự đa dạng trên hàng công cho đoàn quân của Edin Terzic. Còn với Mats Hummels, anh cũng rất tin tưởng vào sự trở lại của Haller có thể giúp hàng công của Dortmund mạnh hơn và khẳng định với cơ hội của đội chủ sân Signal Iduna Park. Cầu thủ người Đức nói trên beIN Sports, Sebastian Haller trở lại là niềm khích lệ lớn, cùng điểm rơi phong độ của toàn đội. Tôi thấy Dortmund đủ tham vọng và bản lĩnh đua tranh trước vô địch. Thời cơ không thể tốt hơn, dù Bayern và Union đều cạnh tranh gắt gao. Ngoài ra, những nhân tố như Youssoufa Moukoko, Giovanni Reina hay phong độ trở lại của Marco Roy cũng có phần tạo nên hàng công mạnh mẽ của Dortmund. Không chỉ có trên hàng công mà tuyến giữa cũng đang là một điểm mạnh khác của Dortmund. Họ đang có ngôi sao trẻ đầy triển vọng Jude Bellingham cùng với một cái tên đang có phong độ cao là Julian Brandt. Jude Bellingham thì không còn phải nói quá nhiều nữa, bởi tài năng của anh đã được kiểm chứng dù còn rất trẻ, là mục tiêu được nhiều đội bóng săn đuổi trong mùa hè sắp tới với giá trị chuyển nhượng khổng lồ. Còn với Julian Brandt, tiền vệ người Đức ngoài quán xuyên tốt khu trung tuyến, anh còn là chân sút chủ lực của đội bóng với 8 bàn thắng ghi được cho đến lúc này. Và để có được đầy đủ combo như nói ở đầu video, thì còn một yếu tố nữa mà Dortmund có được là địa lợi. Trong 5 trận đấu cuối cùng của mùa giải này, họ được thi đấu tới 3 trận trên sân nhà. Đó là những trận đấu gặp Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach và Mainz 05. Sân nhà Signal Iduna Park đang là điểm tựa lớn đối với Dortmund ở mùa giải năm nay khi họ có thành tích thắng tới 12 trên 14 trận được thi đấu trên sân nhà, là đội có tỷ lệ thắng trên sân nhà cao nhất cả giải đấu. Vì vậy, nếu thi đấu đúng sức, Dortmund có thể nhẹ nhàng những trận đấu trên sân nhà và cố gắng giành những điểm số khi phải làm khách. Và đó là những gì mà Dortmund có thể hướng tới trước vô địch sau 10 năm chờ đợi, tạo nên cuộc lật đổ vĩ đại trước gã khổng lồ xứ Bavaria. Dortmund có quyền tự quyết, có nhiều lợi thế nên hãy cùng chờ xem. Và cuối tháng năm này họ có thể làm được điều đó hay lại là một lần bỏ lỡ đáng tiếc. Nếu không thể vô địch ở mùa giải này, mà nhìn vào Bayern tiếp tục lên ngôi và tìm lại sự ổn định vào mùa sau, có lẽ họ sẽ càng tiếc nuối hơn nữa mà thôi.